Xin chào anh em và bà con đang chăn nuôi dê. Hôm ngày 20, ngày 18 tháng 9 năm 2022 thì bạn chăn nuôi này có gửi đến cho mình một cái video về tình trạng dê nó như thế này các bạn. Này con dê này đang quẩy đuôi rất là mạnh, cảm giác của nó đang bị bí tiểu này các bạn, đi lại khó khăn. Đấy, tình trạng con dê nó như vậy. Mình nói ngay với bạn này ha, giống bí tiểu bí yếu vậy. Thì em này hỏi là xử lý sao? Thì cái trường hợp bí tiểu á, mình sẽ tiêm cái urotropin cho nó lợi tiểu, giúp tiểu nhiều hơn. Đồng thời là mình phải tiêm cái dòng kháng sinh, kháng viêm các bạn. Thường thì nó sẽ viêm đường tiết niệu là chính. Một số trường hợp nó có thể bị sỏi bàng quang. Dê đực thì nó cũng hay bị sỏi nếu chúng ta cho nó ăn cái lượng cám mà có nhiều canxi á. Dê cái thì ít bị, nhất là do dê cái cái nhu cầu canxi nó cao, để nó nuôi con và nuôi thai. Và cái đường tiểu của dê cái nó cũng lớn, nó cũng rộng nữa. Nếu mà có sỏi thì chừng nữa thì nó cũng thải ra ngoài được. Còn đối với dê đực á, tuy nhiên dê đực thì cái nhu cầu canxi nó không có cao. Nó thường tồn đọng cái canxi trong máu, trong nước tiểu. Và khi cái lượng canxi trong nước tiểu nó nhiều á, nó sẽ tạo cái tủa, nó tạo ra những cái viên sỏi cho bàng quang. Và cái đường tiểu của con dê đực nó nhỏ nữa, nên là khi đó là chúng ta nó sẽ dễ bị về cái triệu chứng là bí tiểu hơn đối với dê cái. Và mình hỏi cái bạn chăn nuôi này là nhà có thuốc gì, thì bạn này có xếp 5 này, step 5 này, glucocase và thuốc trị viêm phổi. Thì mình mới nói là bạn này dùng cái step với glucocase ha. Sau đó là bạn đã điều trị con dê này ngày 18, 19, 20, 22. Hôm nay là ngày 22, bạn này gửi video đến cho mình ha. Cảm ơn anh nhé. Sau 3 ngày 70% là khỏe rồi. Đấy, thì nó như thế này các bạn. Sau 3 ngày điều trị. Cảm ơn bác nhé. Sau 3 ngày tiêm, hôm nay mình bắt đầu sửa cái cháu gái rồi. Vẫn thấy cháu gái bình thường, vẫn còn chắc là vẫn còn không được. Bạn này nói là sau 3 ngày tiêm nó đã khỏe mạnh lại cháu gái rồi. Và nó theo cái được rồi nha các bạn. Lúc đầu thì thấy nó bệnh, không thấy giờ này nó yếu yếu, nó nhỏ ốm ốm làm sao á, nhưng bây giờ thấy nó rất là to các bạn ha. Dần ba đen. Cảm ơn bác nhé. Sau 3 ngày tiêm hôm nay mình bắt đầu sửa đi cho gái rồi. Đấy. Thì trường hợp này điều trị thì cũng dễ. Bạn này nói là em nuôi dê ở nước ngoài nên khó khăn hơn Việt Nam. Cái gì nhờ anh giúp đỡ? Mình mới hỏi nước ngoài là nước nào ha? Là bạn này đang ở Hàn Quốc nha các bạn. Đang ở Hàn Quốc và nuôi 200 con, mô hình bán chân thẻ. Anh sắp xếp cho em một tủ thuốc được không? Thì đối với các bạn chăn nuôi quy mô lớn á, quy mô nhiều thì nên chuẩn bị một cái tủ thuốc cơ bản ở trong trại của mình, để khi mà mình phát hiện dê nó bệnh thì mình sẽ dùng ngay, nó rất là hiệu quả.
Hoặc nếu là nếu mà lấy thuốc bên mình á thì khi dê nó có bệnh thì nếu mà không tự điều trị được, không chẩn đoán được bệnh thì alo ngay cho mình sẽ chỉ lấy cái thuốc, cái phác đồ thuốc gì đó không mà mình tư vấn cái tủ thuốc có sẵn đó, thì lấy trong cái tủ thuốc đó ra, mình sẽ chỉ cho các bạn dùng thuốc, nó sẽ hiệu quả rất là nhanh, nhanh hơn so với cái việc là chúng ta phải tìm kiếm bệnh, phải phải đoán bệnh rồi là phải chạy đi mua thuốc, đôi khi những cái thuốc chúng ta cần lại không có đó. Thành ra làm chậm trễ cái thời gian chữa bệnh dơ đi thì nó có thể nó tình trạng nó sẽ nghiêm trọng hơn. Có tủ thuốc trong nhà thì nó rất là đỡ không, thì lúc đầu là mình cần nghĩ là không có gửi được cho bạn này ha, bạn này ở Hàn Quốc mà, nên là mình nói là đỡ anh cơ cho tủ thuốc cơ bản, đỡ em tự mua đỡ sẵn, có bệnh thì alo anh chỉ cho ấy. Mình nói là bạn này ở Hàn Quốc mua thuốc bên đó cũng được á, rồi mình chỉ cho những cái thuốc cơ bản để mà mua để dành đó, rồi có vấn đề gì á thì alo mình là mình chỉ. Tuy nhiên thì bạn này có một cái cách làm khác, đó là gửi ra Hà Nội ha, gửi ra Hà Nội cho bạn này đấy, gửi ra Hà Nội đỡ, chắc là cái người thân người quen của bạn này sẽ mang qua Hàn Quốc cho bạn điều trị bệnh cho dê đó. Thì tủ thuốc này thì mình cũng đã soạn cơ bản ra, mình gửi giấy cho bạn này. Thì sau khi loại trừ một số cái loại thuốc mà bạn có sẵn á, thì loại trừ bớt ra, thì mình gửi cho bạn một cái đơn thuốc hơn 5 triệu, hơn 5 triệu để bạn điều trị cho dê. Với số lượng là 200 con dê thì 5 triệu tiền thuốc đó là nó rất là ít nha các bạn. Chỉ là khoảng hơn một con dê thôi, chi phí một con dê để mà mình bỏ chi phí một con dê để mà nuôi một bầy dê hơn 200 con thì nó rất là ít, nó không có là gì đáng kể cả. Thì do là ở xe nên mình chỉ cơ được những cái thuốc cơ bản để mà mang lên máy bay cho nó tiện thôi. Ngoài ra thì nó còn một số loại thuốc, về cái loại thuốc bột dinh dưỡng nữa, nó rất là nặng nên mình không có cơ đơn trong cái đơn này. Rồi đó là cái kết quả điều trị của cái triệu chứng dơ bị bí tiểu, mà cái phương pháp, cái phác đồ mà trị dơ bí tiểu thì mình cũng đã chia sẻ ở một số cái video trước rồi, các bạn nào chưa xem thì hãy tìm xem lại, tại vì mình chia sẻ nó rất là cụ thể rồi, nguyên nhân là như thế nào, phác đồ điều trị ra sao thì đã có hết rồi, các bạn tham khảo lại. Còn một số trường hợp nào nó cấp thiết quá, ví dụ như nó tiểu ra máu hoặc là nó đang bí quá, nó không có thể chịu nổi nữa, thì alo ngay cho mình chỉ cho cái phương pháp điều trị cho nó hiệu quả. Quý bà con nào có dơ bệnh mà chưa rành về cái cách điều trị, chưa rành về cái phác đồ dùng thuốc thì hãy quay một đoạn video gửi cho mình cùng với những cái thuốc mà quý bà con có tại chỗ để mình hướng dẫn cho quý bà con dùng cái phác đồ nó phù hợp. Nếu mà không có thuốc phù hợp thì mình sẽ hướng dẫn quý bà con ra thú y gần nhất để mua những loại thuốc cần thiết để mà điều trị bệnh cho dơ. Cho dơ nó không có bị chết, nó không có bị thiệt hại kinh tế. Tại vì một con dê đối với bà con nó rất là giá trị, nó là cả một tháng lương đối với người lao động đó. Dơ 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu một con, người lao động phải lao động quần quật cả tháng mới có số tiền như vậy. Nếu chúng ta chậm trễ, chúng ta điều trị sai phương pháp mà để chết một con dơi như vậy thì rất là đáng tiếc. Rồi xin chào, xin hẹn gặp lại quý bà con ở những video clip tiếp theo.